cái số liên quan tầm 15 tới 25 á, thì mấy cái tinh mà màu vàng như vậy mà màu cam thì nó hay đi gần như không dính vô dính chứ, tại vì cái đặc sự là khá tốt. Thậm chí là thì có một số lượng em quá nhỏ em không thèm sờ lờ luôn, là ngày xưa không biết nhưng mà sau này mà nhìn biết rồi, thậm chí là không thèm sờ lờ luôn, chắc chắn màu chạy kiểu gì chạy hồi cũng quay đầu về. Đó là bởi vậy nên mấy cái tin mà nhỏ nhỏ em không coi, em chỉ coi hoặc là coi đầu tuần, xong rồi em biết ví dụ như là tối thứ tư nè 7 giờ, tối thứ năm 9 giờ, những phải giờ đó nhớ những cái mốc đó, còn lại những tin khác em không em không em coi, còn lâu lâu quên cũng lên coi lại coi giờ này giờ này, nhưng mà thường mà em biết chỗ giờ đó. Vậy cuối tuần em hay nhắn tin luôn tuần sau thứ mấy có trò học để chơi. Nó lại sẽ tự nhiên vậy. Ừ. Cho nên đây có làm cái gì không? Làm sao? Làm cái nhóm gì không? Em thì em coi xu hướng giống như là nó năm qua trời đó, nhưng mà cái phần kịch bản này lúc em có vẻ nhưng mà em không có vẻ, thì là đang dính cái đó đó. Phải vẻ? Dạ, em dính cái phần kịch bản. Bắt buộc vẻ. Chứ mình đừng có nghĩa là thật sự nói thậm chí mình một con vẻ chứ không phải mình đừng có yên nhìn nhìn không thấy đâu, tại vì nó lúc mà bận đó mình quên đi, tại vì một ngày mình nhiều việc đó mình lại lại mình quên, tốt nhất nên vẽ hoặc chụp cái màn hình lại luôn, chụp cái màn hình lại luôn là an toàn nhất. Lúc nào anh vẽ thì em chụp theo kịch bản đó thì anh đánh nó rất là tốt, mà anh không vẽ ngồi nhắm cái đó là đúng không? Nhìn được không? À tức là em lấy H4 chứ không lấy H1, không lấy D1 à? Dạ, cái màn H4. À, bây giờ phải có D1. Định sao định trước đi thôi, xong rồi cứ mặc định lúc đấy. À, H4 rồi. Nếu mà bật bật máy là mà nó vô thì mình còn đắp. Còn qua thì cứ để khoảng tối thì mình vô là 3 giờ, 4 giờ chiều là biến động mạnh. Tối thì 7 giờ 8 giờ. Còn kịch bản thì em biến vậy. Biến đi. Vì sao bọn mình phải bắt buộc phải cái đề mục chứ mình? Hả? Đề mục tại sao chúng ta có đề mục? Là cái đề mục là một con sóng chung ngày. Mình đã làm cho anh rõ là trong một ngày đó thường là anh nhìn rõ là thứ nhất là nhìn biên độ, nhưng mà họ nói là biên độ đó, tức là biên độ cạnh đó ngày anh chạy bao nhiêu, cái anh không coi cái thằng D1 á thì anh biết là cạnh này anh ngày chạy bao nhiêu, thì anh qua anh nhìn H4 hay là H1 anh nhìn thấy nó cũng có được có đáy, nhưng thực ra điểm đáy của nó tầm tầm ngoài 20 chục biết thôi, và anh đánh vô như vậy thì chỉ là ăn không nhiều, nhưng mà thứ hai đó thì nó đợi rất là lâu. Còn khi những biên độ mà chạy tầm 100 trên trăm biết này thì nói cho cái một cái nến nó chạy đó thì 3 biết 2 biết là đủ thoát rồi. Đó là cần một con D1. Bắt buộc nó là bắt buộc. Bắt buộc luôn, tại vì mình chia sẻ cho anh là thì D1 H4 là gì H1. D1 bắt buộc là đầu tiên phải coi. Còn không coi anh bị nhầm lẫn về thời gian dính những không có D1 mà thậm chí có một thói quen là không sờ là luôn. Mình nói anh là chỉ chết đến chết thôi. Và đi một cái chân dài như thế này. Như tránh điển hình như thế này. Cặp này một điển hình, nếu mà anh không ai mà không có D1 mà đánh cứ sắp lên qua mình cái mấy cái đề nhỏ hát nhỏ tí xíu mà đánh ngược anh không là có thói quen gọng là xong luôn. D1 đó, bắt buộc coi D gì, D1 nghe được.